bánh bông lan nướng bằng nồi chiên không dầu với một công thức rất là dễ mình cùng làm ha ở đây thì vị đã chuẩn bị 170 g đường 140 g bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng bốn cái trứng gà một cái trứng vịt và một phần tư quả cam đầu tiên thì vị sẽ đập trứng vào trong tô nếu mà trứng được cất ở trong tủ lạnh thì mình nhớ lấy ra cho tới khi nào mà trứng hết lạnh rồi thì mình mới làm được ha vị sẽ bật máy đánh trứng lên ở mức 1 và bắt đầu đánh trứng đồng thời vị sẽ cho đường từ từ vào đánh luôn vị sẽ chia đường làm ba lần để cho vào mình sẽ đánh cho tới khi nào mà trứng có những cái bọt mịn thì tăng máy lên mức hai và đánh cho tới khi nào có chóp mềm thì dừng lúc này thì mình sẽ dùng cái rây để rây bột vào từ từ mình chia ra làm hai lần để cho vào nha mọi người mình sẽ trộn từ dưới trộn lên cho tới khi nào đều á, thì nặng một phần tư trái cam vào và sau đó mình chỉ cần trộn đều thêm một lần nữa là bắt đầu nướng được rồi vì quét dầu vào trong cái tô sau đó thì cho hỗn hợp bột vào đập nhẹ cái tô lên mặt phẳng để bánh được mịn hơn mình sẽ nướng tổng cộng hai lần lần một một độ ba phút và lần hai một độ bốn phút công thức bánh bông lan này quá là dễ đúng không mọi người bánh nở bông mềm vị bánh thơm ngọt vừa phải mấy bạn làm thử nha chắc chắn là sẽ ngon lắm đó